cho thuê đúng vậy. Đây là một chiếc phao, một chiếc phao này có thể đi được 5 người. Đó, ở trên kia là một chiếc canh để chạy. Đó, họ sử dụng chiếc xe đó để họ kéo cái phao.
mèo. Để mà nó lông gặt cho té rồi nha, vui lắm. Để mà nó lông gặt cho té rồi nha, vui lắm. Vậy cũng mày mặc áo phao hả? À?